Thưa quý vị và các bạn, ngã tư giao giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Trần Quang Khải, thành phố Hưng Yên là một trong những điểm thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vào khoảng 21 giờ 35 phút tối ngày 7 tháng 7, tại ngã tư này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô, khiến một nạn nhân phải đi cấp cứu. Riêng trong tháng 4 năm 2024, tại khu vực trên đã xảy ra 3 vụ va chạm giao thông. Vào đầu giờ sáng, cuối giờ chiều, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại ngã tư này rất cao. Do không có đèn tín hiệu hay gờ giảm tốc nên các phương tiện khi qua đây thường mạnh ai nấy đi. Đặc biệt vào buổi tối, tình trạng thanh thiếu niên phóng nhanh vượt ẩu, mang theo hung khí vẫn diễn ra thì ngã tư càng trở nên nguy hiểm. Nhằm hạn chế tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng cần sớm có những giải pháp như lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông để giảm thiểu xung đột, tránh các va chạm, tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.